Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 135 phục dựng lại cái phần chèn chân đi cùng chiếc cái phần nội công siêu mạnh. Các chiếc Exeter 100 độ hôm nay chắc chắn sẽ làm cho rất nhiều bạn một phen là mãn nhãn với một cái dàn chân vô cùng đặc sắc và sáng giá, hiếm kỹ hiện trên những cái đồ bản đồ hiện nay. Song song cùng với đó thì cái chiếc Exeter hôm nay còn ẩn chứa một cái bài độ khá là mạnh mẽ, được đông đảo anh em ưa chuộng hiện nay. Đầu tiên, cái chiếc Exeter 100 độ không khỏi phấn khích khi biết em ấy đang sở cho mình cái cụm thắng Rainbow Asset Costa bắt mắt. Mẫu cụm thắng có thể linh hoạt thích nghi với rất nhiều nhu cầu ứng dụng hàng ngày đến từ người chủ bằng những cái núm tăng chỉnh 3 chế độ NSA. Trong khi biết sao cụm thắng là cái cụm ga Uma Racing đem đến khả năng tăng tốc vô cùng hiệu quả và ăn đứt cái cụm ga nguyên bản. Còn cái phần cụm con của chiếc Exeter 100 độ hôm nay vẫn tận dụng là cái cụm con nguyên bản. Đây là cái dòng xe đã được nâng cấp cái phần nội công và một hệ thống đi hợp. Lựa chọn giữ lại cái cụm con nguyên bản sẽ giúp cho việc điều chỉnh con trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với các mẫu cụm con đồ chơi. Trái đèn LED của SinFast 2 tầng thay thế hoàn toàn cho cái dòng là nguyên bản. Một cái phần nâng cấp vô cùng hợp lý đem tính hiệu năng ánh sáng tốt hơn rất nhiều cho con Exeter hôm nay. Song song cùng với đó là khả năng tiết kiệm điện năng hiệu quả hơn so với các chói đèn xin halogen. Để chiếc xe thú vị và ly kỳ hơn, bây giờ chúng ta thấy một cái bộ mâm bằng đĩa ở phần dàn chân trước của các bạn đang biết là gì không? Thay vào đó là mình tiết lộ một vài thông tin thú vị. Chúng ta cùng tìm hiểu cái dàn chân của chiếc Exeter độ hôm nay nhé. Heo thắng trước đã được nâng cấp lên là cái dòng heo Rainbow 2 bit một bên, thường nằm ở trên các dòng xe cào cào của nhà KTM và được cố định bằng một cái chiếc phát CNC. Nó được tính toán đo đạc rất tỉ mỉ. Cái dầu tận dụng dầu heo bấm đầu sặc sỡ đi cùng với một cái chiếc nhắc dầu đỏ rực làm điểm nhấn. Hiệu năng nhúng giảm sốc dàn chân sau đã được cải tiến rất nhiều bởi cái cây phục Reservoir bình dầu xịn sò. Nó im ái có thể điều chỉnh được cái độ hồi, độ nén của bột thông qua cái núm chỉnh ở bình dầu và chân phục. Cái sự khủng bố hầm hố và cơ bắp ở phần dàn chân của chiếc Exeter hôm nay nó được xây dựng dựa trên cái sự cướp mặt và bộ cấp thuộc sở hữu một cái dòng xe 2 kỳ là Honda NSR 110 phiên bản SB. Bộ cấp hoàn chỉnh lên xe gồm có những chi tiết như gấp, heo thắng sau, mâm trước, đĩa thắng trước vân. Dĩ nhiên việc gắn hoàn thiện cái bộ phận này rất là hoành tráng lên cái con Exeter 100 độ là chuyện không hề dễ dàng chút nào. Đòi hỏi người thợ cần phải canh chỉnh đo đạc một cách là cẩn thận nhất để giúp cái bộ cấp không bị lệch tâm và vận hành một cách ổn định nhất có thể. Hiện tại thì cái chiếc Exeter 100 độ hôm nay vẫn chủ cho mình cái lon bô của chiếc Yamaha R6 vốn nằm trên một cái dòng xe phân khối lớn, nên cái lon bô này sẽ cần tới một cái bộ cổ bộ titan kích thước nó rất phù hợp. Để phù hợp hơn với kiểu dáng vẻ ngoài của chiếc Exeter 100 độ hôm nay và khai thác hết được sức mạnh của cái bài độ xâm hại xe xét mà động cơ đang được sở hữu. Xe chia 1/10 dọn kiển cực đẹp đi cùng chèn đồ chơi chất. Chưa bằng lòng với cái chiếc xe chiều 110 do Suzuki Indo mang lại, chàng trai quyết tâm chi đồng khoản tiền rất lớn để nâng cấp lại cái phần diện mạo bên ngoài cho con xe trên lung linh đẹp hơn rất nhiều, đi cùng hiệu năng phụ mà sao ống xin không có được. Tận dụng cái cụm công tắc Domino phải kết hợp cùng với cụm ga Domino đến được ý, hành trình ga ngắn hơn giúp đề bài nhanh hơn. Bên trái là một phiên bản khác theo đến từ Domino, tích hợp thêm cái chế độ để xin đường cũng rất là tiện lợi cho người dùng. Đi kèm với cái chế độ Quad S kẹp cổ có tạo ra cái sự ổn định chống sát cực kỳ tốt cho độ cao. Vốn là kén nơi ở phần ghi đông, đó chính là một cái cụm thắng của Rainbow Asset kết hợp cùng với cái chiếc bình dầu trong suốt của Reservoir để quản lý phanh trước của con xe. Tận dụng vị trí khá tốt, người chủ bắt thêm cái đèn trợ sáng hỗ trợ cho con xe di chuyển trong những cái cung đường đêm tối. Với một cái dòng tay con giúp em thì cái món đồ chơi không chỉ được lòng rất nhiều cái dòng phổ thông mà ngay cả những chiếc phân khối lớn cũng đang hướng tới cái dòng xe này để có mức giá thì hợp túi tiền hơn và có nhiều hiệu năng tốt hơn. Cái phần dàn chân trước của con Sachi hôm nay hướng tới cái dòng heo dầu của Rainbow 4x cái xứng đi cùng với dầu heo bấm đầu kèm theo đó và nhiều chi tiết ốc phi nằm điện phân cách tông màu xe độc đảo làm chủ đạo đến từ dàn chân và lốc máy. Trong khi cái dàn chân sau lên cái con heo của Rainbow 2 bit được tinh chỉnh làm cái phát xe ngược trông cũng rất đẹp. Ấy dầu heo xám được bấm những cái dầu ôm nhẹ để cái phần ghi đông nó gọn gàng hơn. Chi tiết carbon 2 cúc đã được thay mới bằng cái điều titan.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để kế tiếp nhớ like, subscribe.